Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin khi thế giới lãnh đạo trở thành tầng lớp thống trị giàu có, cải cách thế nào đây? Giới lãnh đạo của Việt Nam hiện nay đã trở nên hữu sản giàu có. Họ khác biệt với thế hệ cộng sản, nguyên thủy, vô sản. Có cơ hội chuyển hóa đặc quyền thành đặc lợi và tìm mọi cách để duy trì chế độ đã thay đổi về bản chất. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ đã có bài bình luận phân tích đăng trên EFA về sự khó khăn của ý đồ cải cách thể chế khi tầng lớp lãnh đạo của Việt Nam hiện nay ngày càng giàu có, thậm chí là siêu giàu và cấu kết chặt chẽ với các tập đoàn nghìn tỷ. Đây là hình ảnh một người lái xe ôm đang ngủ trên chiếc xe máy trước một tấm biển quảng cáo khu nhà cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu đặc điểm nêu trên được tính đến như một thực tế thì việc tiếp cận với cải cách sẽ phải thay đổi để có thể mang lại niềm tin cho người dân. Đó là xây dựng các thể chế cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình dân chủ hóa xã hội. Thực tế, sự giàu có của quan chức là không thể phủ nhận. Để biết đầy đủ mức độ đến đâu là không thể vì đây là chủ đề nhạy cảm với chế độ. Nhưng quá trình sở hữu hóa nhanh chóng, đặc biệt trong thời buổi tranh tối tranh sáng của kinh tế thị trường mang tính xu hướng và có hệ thống. Trước hết, từ những lời đồn bàn tán của dư luận về nhiều nơi và trong nhiều tình huống bên lề, với sự kiện quan trọng hay mỗi khi có tham quan bị trừng phạt. Chẳng hạn, trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, những khối tài sản khủng, những biệt phủ, những ngôi nhà mặt phố hay các trang trại của nhiều lãnh đạo cấp cao nhất được nêu đích danh và bị tung hô trên các trang mạng như Quan làm báo, Dân làm báo, vân vân. Những tin tức kiểu như trên chỉ được xem là các thủ đoạn đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ của Đảng. Tuy nhiên, từ khi Đảng đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng không vùng cấm, dư luận dần biết rõ hơn về sự giàu có quan chức qua các phương tiện truyền thông của nhà nước. Lúc đầu có thể chỉ là những tin đơn lẻ ở một tỉnh miền núi kiểu như trường hợp một giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái có khu biệt phủ khang trang, cầu treo, hồ cá trong vùng đất rộng hàng hecta, khiến dư luận xôn xao. Sau đó, từ các vụ đại án tham nhũng như Út Chọc, Vũ Nhôm hay nhận hối lộ hàng triệu đô la, tuy còn hạn chế nhưng đã phần nào phản ánh quy mô và tính chất giàu có của quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Các nhà cải cách đã công khai thừa nhận thực trạng giàu có của quan chức trong bộ máy công quyền, đã ban hành những quy định về kê khai tài sản của công chức từ cấp phó phòng trở lên. Đây là hình ảnh các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 13 hôm 31 tháng 1 năm 2021. Ở một số đơn vị sự nghiệp công lập, bản kê khai này được niêm yết công khai cho các nhân viên, nhưng ở cấp lãnh đạo cấp cao của Đảng được phân cấp quản lý hồ sơ, thường là tài liệu mật đối với cấp cao nhất. Tuy nhiên, chính sách này gần như là thất bại, mang tính hình thức và không có ai bị xử lý về nguồn gốc bất minh. Thậm chí trái lại, những phản ứng ngược đã xuất hiện khi cho rằng liệu có vi phạm quyền riêng tư hay không. Không thể kiểm soát được nguồn gốc tài sản, giải pháp chính sách chống tham nhũng dựa trên bằng chứng đã trở nên bế tắc. Gần đây, tại phiên họp 21 vào ngày 20 tháng 1 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng tiêu cực, ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm trưởng ban đã phát biểu về tăng cường kiểm tra đảng khi có dấu hiệu như một lời cảnh báo mang tính tình huống. Mục đích chống tham nhũng được Đảng coi trọng để Đảng và nhà nước trong sạch vững mạnh, nhưng dường như chính sách này đang gặp thách thức từ chính nội bộ của Đảng. Nhiều vụ việc và quan tham hơn đã bị trừng trị, nhưng tình hình nghiêm trọng của quốc nạn tham nhũng không thuyên giảm. Đảng đã biện minh cho thực trạng này là sự suy thoái của các quan chức hư hỏng. Số bị lộ, bị xử lý và chưa bị lộ được cảnh báo, nhưng những vụ việc gần đây như đại án Việt Á hay Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cho thấy tham nhũng vẫn phát sinh mỗi khi có cơ hội trục lợi, dù hành vi trên đã bị lên án là tội ác trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây chết chóc và tàn phá nền kinh tế. Gần đây, nhiều ý kiến đã thẳng thắn chỉ ra căn nguyên của tình trạng tham nhũng là sự tha hóa quyền lực. Đây là hình ảnh vào hồi tháng 3 năm 2021, các trang của Đảng đồng loạt nổ bom về bộ kit xét nghiệm dở.
Tuyên giáo nói bộ kit xét nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận để bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Còn đài truyền hình Việt Nam VTV thì nói nhiều nước đặt mua kit test của Việt Nam sản xuất. Tờ báo Thanh Niên cũng nổ rằng Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm. Tất cả đều là thông tin dối trá và tiếp tay cho Việt Á thu về 4.000 tỷ trong thời gian rất ngắn giữa đại dịch người dân đang khốn khó. Trong phiên họp 21 nêu trên, dự kiến xây dựng một quy chế kiểm soát quyền lực được giao cho Ban Nội chính Trung ương chủ trì soạn thảo. Đây có thể là nỗ lực được trực tiếp thiết kế để lồng thể chế được nêu lên trước đại hội lần thứ 13, nhưng có thể dự đoán sẽ gặp thách thức rất lớn từ nội bộ bởi ta đánh ta đang đến hồi rất căng thẳng. Bộ máy công quyền khác thời cách mạng về bản chất, trong đó giới lãnh đạo vô sản đã trở thành tầng lớp hữu sản giàu có kinh hoàng. Nhấn mạnh chỉnh đốn đảng mong muốn quay trở lại mô hình Lenin về tổ chức nhân sự để có thể lật ngược tình thế khó khăn sau cách mạng vô sản tháng 10 Nga năm 1917. Đó là mô hình chuyên chế, trong đó bằng bạo lực những đảng viên Đảng Cộng sản nhận sứ mệnh lịch sử dù là thiên đình hay thần linh giao phó. Cách giải thích bí hiểm đã từng được Thomas, là một triết gia người Anh thế kỷ 17, mô tả là quyền thiêng liêng của các vị vua. Là lãnh đạo quốc gia, phá bỏ áp bức bóc lột và xây dựng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trong suốt hơn một thế kỷ tồn tại, bộ máy đảng trị dù luôn điều chỉnh để thích nghi với tình hình nhưng đã thay đổi về bản chất từ khi chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường. Giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã hình thành tầng lớp thống trị mới, gốc có đặc quyền, đặc lợi ở hầu hết các vị trí quan trọng trong mọi lĩnh vực hoạt động, từ hệ thống chính trị là đảng, nhà nước và các đoàn thể đến kinh tế, văn hóa, xã hội. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã bị Phạm Nhật Vượng lợi dụng trở thành một nhân viên đại diện cho Vingroup để trao giải VinFuture. Trong lúc đó, Vingroup mở hết công suất quảng bá cho các chiến lược mới về xe ô tô điện, mặc dù trước đó đã lỗ hàng tỷ đô la và phải dừng sản xuất xe xăng. Sự vận hành của nó được biện minh nhằm mục đích giá trị lý tưởng cao đẹp, nhưng đã phụ thuộc vào bộ máy này và quyền lực của nó tập trung tinh vi và phức tạp theo hình tháp, với đáy là các chi bộ, cấp cơ sở thực thi qua các cấp trung gian lên đến đỉnh, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực tối cao của Đảng và kết thúc bằng quyền lực tuyệt đối, đó là ông Tổng Bí thư. Mô hình này được du nhập, sáng tạo để thích nghi với chế độ phong kiến Á Đông vốn đã tồn tại ở Trung Quốc hàng ngàn năm với hai cội nguồn, đó là bộ máy nhà nước tập quyền cao độ và không có đối trọng được vận hành bởi một tầng lớp quan lại được tuyển chọn thông qua học vấn, mà Việt Nam là một biến thể như vậy. Đặc điểm đặc quyền đặc lợi phản ánh rõ nhất trong sự tha hóa quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian bao cấp kinh tế khó khăn, giới chính trị đã sử dụng cơ chế phân phối vật chất theo đẳng cấp. Các lãnh đạo tùy theo phân loại, chẳng hạn hạng A đặc biệt dành cho các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, hạng B là cấp tương đương với thứ trưởng, và hạng C là cao cấp, vân vân. Ngoài các tiêu chuẩn nhà ở, phương tiện đi lại, nơi nghỉ dưỡng, còn có các cửa hàng riêng để mua những mặt hàng hóa riêng không có bên ngoài xã hội. Đây là hình ảnh cùng lúc Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàn Minh cũng bỏ cọc đấu giá kỷ lục đất ở Thủ Thiêm, cùng Chủ tịch FEC bán chui cổ phiếu 75 triệu cổ phiếu, khiến thị trường nhiễu loạn, nhà đầu tư thua thiệt vô cớ mà không biết kêu ai. Thời kỳ đầu đổi mới kinh tế thị trường tạo ra động lực tăng trưởng thần kỳ với khối lượng của cải tạo ra trong bối cảnh toàn cầu hóa. Cải cách chính trị đã không theo kịp kinh tế, đã tạo cơ hội cho bộ máy quan lại có quyền và gần tiền trở nên tham lam, tìm mọi cách dưới các hình thức tinh vi để biến đặc quyền thành đặc lợi, trong đó chủ yếu liên kết công khai bởi chính sách hay mở ám bởi quan hệ thân hữu vì lợi ích nhóm với giới kinh doanh trong khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hay ở trong nước. Nhưng thực chất họ là các nhà tư bản để hình thành nhà nước tư bản thân hữu. Giới lãnh đạo đảng này đang là tầng lớp hữu sản giàu có. Ý thức hệ linh hoạt đang cố giải thích thực tế này dù bằng truyền thống cách mạng vẻ vang của chế độ cha anh rằng thành tích xóa đói giảm nghèo
là to lớn hay tương lai đất nước sẽ hùng cường sẽ vẫn là chủ nghĩa xã hội, mà sự thực hành chính sách thực dụng hiện nay chỉ là sách lược. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận được khoảng cách giàu nghèo chênh lệch lớn, mà đấy là đại bộ phận dân lao động nghèo trong khi giới lãnh đạo giàu có ở trên đỉnh thang do phần thượng tầng xã hội. Bản chất quyền lực và lợi ích của bộ máy nhà nước đã thay đổi. Tầng lớp hữu sản giàu có đang củng cố vị trí trong hệ thống chính trị hiện tại. Họ có đặc quyền để chuyển thành đặc lợi, và tất nhiên hơn thế, cái đặc quyền thiêng liêng ấy luôn được níu kéo, viện dẫn để sẵn sàng bảo vệ những đặc lợi đã tích lũy qua các thế hệ. Vậy cải cách chính trị sẽ ra sao nếu không thay đổi cách tiếp cận đây? Kính mời các bạn xem bản tin Lư Hương Đức Thánh Trần, liệu chính quyền có đủ khôn ngoan hay không? Liệu chính quyền có đủ khôn ngoan để trả lại Lư Hương cho Đức Thánh Trần hay không? Đây vẫn là một dấu hỏi rất lớn. Tác giả Hoàng Thành có bài bình luận về điều nghi vấn này được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Một tuần nữa là đến rằm tháng Giêng, 10 ngày nữa là đến 17 tháng 2. Ý đồ của Trung Quốc rất thâm thúy và nguy hiểm. Chính quyền nên biết nghĩ xa hơn. Ai trong số chính phủ hay bộ chính trị hiện nay muốn đóng đinh tên tuổi mình và dòng tộc của mình vào lịch sử như là những thằng phá đàn Nam Giao? Nhân ngày rằm, nhân ngày 17 tháng 2, hãy trả lại Lư Hương trước tượng Trần Hưng Đạo ngay vào đúng vị trí ban đầu. Đây là hình ảnh công trình tôn tạo tượng Trần Hưng Đạo ở bến Bạch Đằng, thành phố Hồ Chí Minh sắp hoàn thành, trong khi trước đó 3 năm, Lư Hương đặt trước tượng đã bị chính quyền vô cớ cẩu mang về đền thờ của ông trên đường Võ Thị Sáu, mặc dù ở đó đã có Lư Hương từ bao đời nay. Hãy đừng để cho các bộ phận thờ địch, thân địch kết hợp được với địch để chống lại các thế lực thù địch. Các thế lực thù địch ở đây trong mắt của những kẻ thờ địch và thân địch chính là nhân dân. Trong tâm khảm của người dân Việt Nam, Trần Hưng Đạo là bậc thánh không chỉ là chiến công, 3 lần chỉ huy đánh thắng quân Nguyên, mà còn vì hàm ơn chủ trương phải khoan thư sức dân để làm kế sâu dễ bền gốc. Xúc phạm Đức Thánh Trần là xúc phạm vào lịch sử, xúc phạm văn hóa, đi ngược lại với lòng dân, với lẽ trời. Con cháu đời sau chỉ có những kẻ trí ngắn, lòng nông, ỷ vào chức quan mới dám ngông cuồng làm những chuyện bạo thiên nghịch địa như thế. Nhưng đời quan ngắn ngủi lắm, mà bia miệng thì ngàn năm. Đã 3 năm Lư Hương bị rời đi, 17 tháng 2 năm nay, vừa đúng 3 năm chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh cho cẩu Lư Hương đặt trước tượng Trần Hưng Đạo mang đi nơi khác với lý do rất là ất ơ, đó là để ngăn cản người dân thành phố tụ tập đông người. 3 năm qua, không biết bao nhiêu bài viết, phân tích và góp ý với chính quyền về quyết định sai lầm và có thể nói thẳng là rất thất nhân tâm ấy. Tượng Đức Thánh Trần ở quảng trường Lê Minh do họa sĩ Phạm Thông sinh năm 1943, mất năm 2016 tạo tác, được xây dựng từ năm 1966 cho đến năm 1967. Đây chính là tượng đài Trần Hưng Đạo đầu tiên trên cả nước. Bức tượng cao 6 mét được thiết kế theo hình tượng lưu truyền trong sử sách. Tướng quân ra trận chỉ tay xuống dòng sông, nên lời thề đanh thép rằng đánh trận lần này nếu không thắng giặc sẽ không bao giờ trở về bến sông này nữa. Thần thái của bức tượng thể hiện dáng uy vũ của một anh hùng, qua đó khí phách của cả một dân tộc. Đây là hình ảnh tượng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tại bến Bạch Đằng cũng được điêu khắc ra Phạm Thông thiết kế và hoàn tất vào năm 1967 dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Dọc theo bến Bạch Đằng còn đặt nhiều súng thần công để biểu tượng tinh thần chống giặc ngoại xâm. Hình ảnh bức tượng oai phong đã ghi dấu trong lòng nhiều thế hệ và có nhiều phiên bản được dựng lại ở nhiều nơi trong và ngoài nước. Trước đây mấy tháng, vào hôm 26 tháng 9 năm 2021, ngày giỗ Đức Thánh Trần là một cơ hội vàng để chính quyền thành phố làm ngay nghi lễ tái an vị Lư Hương kết hợp với dâng hương kính lễ Trần Hưng Đạo và yêu cầu cho quốc thái dân an. Nhưng dịp ấy đã qua đi trong sự phớt lờ của chính quyền. Tục ngữ có câu tháng 8 giỗ cha để nhắc nhở ngày giỗ anh hùng Trần Hưng Đạo 20 tháng 8 âm lịch. Người được coi không những là cha mà còn là đức thánh và được nhân dân thờ phụng từ nhiều thế kỷ nay. Ấy vậy mà, theo giới phân tích, chỉ vì thành phố Hồ Chí Minh đã lỡ hứa với Trung ương là sẽ không để xảy ra bất cứ cuộc biểu tình nào, nên chính quyền đã di rời Lư Hương
vào ngày 17 tháng 2 năm 2019. Như thế là Thành phố Hồ Chí Minh đã đánh đồng việc một số nhân sĩ trí thức trong những ngày tưởng niệm các biến cố của Việt Nam đối với Trung Quốc như ngày 17 tháng 2, 19 tháng 1, 14 tháng 3 đến đốt nhang để biểu tình. Do đó cho cổng lư hương đi mất. Rất tiếc chiếc lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo đã bị rời đi một cách bất kính cách đây 3 năm. Đúng vào ngày kỷ niệm 40 năm quân dân đánh trả cuộc xâm lược của Trung Quốc ở biên giới phía Bắc. Lư hương bị cổ đi vào dịp câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng và các trí thức yêu nước chuẩn bị tưởng niệm liệt sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược biên giới 17 tháng 2 năm 2019. Đây là ảnh câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng cùng các nhà hoạt động xã hội đã tổ chức tưởng niệm nhân ngày nổ ra cuộc chiến biên giới với Trung Quốc 17 tháng 2 năm 1979. Tượng đài trơ trọi nhưng vẫn nổi bật phủ điêu khắc họa hình ảnh một đỉnh đốt trầm, một cây gươm đi cùng một cuộn văn bản xưa đang tung mở. Chỉ vậy mà thôi, không cần ghi lời, người xem có thể liên tưởng ngay đến hình tướng sĩ Áng Hùng Văn đã đi vào tâm khảm của dân tộc. Đấy là nỗi thao thức của một hào kiệt trước vận mệnh của đất nước. Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Những lời cảnh báo nói trên thực tế có giá trị cho muôn đời trước họa xâm lăng rình rập. Giặc với ta là kẻ thù không đội trời chung. Các ngươi cứ điểm nhiên không biết rửa nhục, không lo trừ hung, không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nhân dịp ấy, tác giả Phúc Tiến từng có bài Nhân dỗ Đức Thánh Trần cần đặt lại lư hương và tôn tượng tạo tượng đài Trần Hưng Đạo, được đăng trên báo Người Đô Thị hôm 17 tháng 9, cho rằng việc di rời lư hương từ tượng đài Trần Hưng Đạo đến đền thờ Trần Hưng Đạo trên đường Võ Thị Sáu ở quận 1 là vi phạm các nguyên tắc về kính lễ tổ tiên và anh hùng liệt sĩ. Nhưng rồi bài báo đã bị gỡ bỏ, cũng như bao góp ý xung quanh chuyện lư hương Đức Thánh Trần đều bị chính quyền làm ngơ. Nhâm Dần này một năm đặc biệt, nhưng Nhâm Dần năm nay lại là một năm đặc biệt nữa, thậm chí có thể nói là đặc biệt của đặc biệt. Từ trước Tết Nguyên Đán cả tuần lễ vào ngày 26 tháng 1, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã về Quảng Ninh dự lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc 17 tháng 2 năm 1979. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính dâng hương tại khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Có lẽ chưa có đời thủ tướng nào dự lễ dâng hương vào ngày 17 tháng 2. Năm nay, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tại khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn. Pò Hèn ở xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tại nơi này vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng 209, nhất là đồn biên phòng Pò Hèn, bộ đội biên phòng Quảng Ninh và cán bộ lâm trường Hải Sơn, nhân viên thương nghiệp Móng Cái đã ngoan cường chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các thành viên trong đoàn công tác và nhân dân xã Hải Sơn đã ôn lại truyền thống anh dũng bất khuất của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pò Hèn trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trước đấy không lâu, vào ngày 8 tháng 12 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trước khi tham dự lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hà Giang cũng là làm lễ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. Báo chí trong nước cho hay Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc và đoàn của ông đã mặc niệm tưởng nhớ anh linh của hơn 1.700 anh hùng liệt sĩ an nghỉ tại nghĩa trang. Họ là những người thuộc 32 tỉnh thành của Việt Nam đã ngã xuống trong cuộc chiến để bảo vệ biên giới phía Bắc. Theo ngôn ngữ tường thuật trên báo chí chính thống của nhà nước Việt Nam chia sẻ. Cũng nghe đồn rằng từ ngày di rời lư hương trước tượng Đức Thánh Trần, dân Sài Gòn đã gặp rất nhiều hoạn nạn, mà khủng khiếp nhất là đại dịch Covid-19 đã bùng phát rất dữ dội tại thành phố này, đem đến cái chết cho rất nhiều người. Đây là hình ảnh bài viết trên báo Người Đô Thị vào hôm 17 tháng 9 năm 2021 yêu cầu trả lư hương về chỗ cũ. Thế là một số đồn đại lại cho rằng đấy là nghiệp lực luân báo, mà cụ thể là thánh trả thù dân Sài Gòn. Nói như thế không hiểu về nghiệp lực, đó là tự động như luật định 3 của Newton, là lực là phản lực, tạo nghiệp thì phải trả nghiệp mà không cần người ra tay. Thậm chí nói như thế là hơn hạ thấp Đức Thánh Trần. Đối với ngài, việc làm của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh
và đồng đảng của họ chỉ là trò trẻ con, ngài đâu thèm chấp, ngài lại càng không báo thù dân lành. Thế thì tại sao dân Sài Gòn gặp nạn lớn như thế? Có hai nguyên nhân. Thứ nhất có thể là do di rời, lưu hương, làm nhiều người lo lắng, bất an, những người này lại chuyển sợ hãi, bất an sang người khác, cứ thế lan rộng, ra mãi. Mà lo nhất bất an thì dễ lại tai nạn, dễ mắc bệnh hơn người hạnh phúc, có tâm an lạc. Các nhà tâm lý học và bác sĩ đều biết rõ điều này. Thứ hai, một số kẻ làm điều thất đức như đánh người, trộm cướp vân vân, vốn chẳng kiêng nể gì, nay thấy chính quyền làm chuyện vô đạo như thế, càng không tin gì vào thánh thần, nghiệp báo nữa lại càng được thể làm cản. Đấy chính là nghiệp lực luân báo hoàn toàn tự động. Muốn an lòng dân thì phải mang ngay lư hương trả về chỗ cũ. Chính Đức Thánh Trần và các bậc tổ tiên, anh hùng liệt sĩ đã và đang góp nhiều sức mạnh tinh thần quý báu cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 hiện tại và phòng chống kẻ địch xâm lược bên ngoài. Sự táng tận lương tâm của nhà cầm quyền độc tài toàn trị nhất thời có thể làm điều ô nhục là bốc rời lư hương đi chỗ khác để hòng xóa nhòa được ký ức của lịch sử. Nhưng lư hương thờ Đức Thánh Trần trong lòng mỗi người con Việt Nam là bất diệt, kẻ nào đụng vào sẽ không tránh khỏi bị hủy diệt.